Sau nhiều nỗ lực và sự cố gắng không ngừng, Xuân Mạnh đã thành công trong việc được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam. Trước đó, hậu vệ này đã được huấn luyện viên Chosier chọn vào danh sách đội tuyển Việt Nam, tham dự hai trận giao hữu vào tháng 6. Tuy nhiên, trong loạt trận FIFA Days diễn ra trong tháng 9 và 10, Xuân Mạnh đã không được xem xét trong kế hoạch của huấn luyện viên Chosier. Tuy vậy, những màn trình diễn ấn tượng của Xuân Mạnh trong màu áo Hà Nội FC gần đây đã thu hút sự chú ý của huấn luyện viên Chosier. Cựu hậu vệ của Sông Lam Nghệ An đang thể hiện phong độ xuất sắc khi khoác áo Hà Nội FC, mặc dù đội bóng này đang trải qua giai đoạn khó khăn. Anh không chỉ có thể lực vượt trội mà còn có khả năng chơi công và thủ linh hoạt. Xuân Mạnh còn được đánh giá cao về tính chiến đấu quả cảm trên sân cỏ. Trước những trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong vòng loại World Cup 2026, Xuân Mạnh tiếp tục gửi những tín hiệu tích cực đến huấn luyện viên Josieur. Theo báo cáo mới nhất từ Hà Nội FC, Xuân Mạnh đã có màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu với Uyên Thoritaus ở AFC Champions League. Cụ thể, Xuân Mạnh đã di chuyển tổng cộng 10,277 km trong suốt trận đấu, với tốc độ tối đa đạt 31 km h Chỉ số này của Xuân Mạnh còn cao hơn hai đồng đội khác là Winson và Văn Xuân. Winson đã có tốc độ tối đa là 29 km h và di chuyển tổng cộng 11,074 km trong trận gặp Uyên. Trong khi đó, Văn Xuân di chuyển tổng cộng 9,733 km và có tốc độ 30 km h Trong trận đấu này, Phạm Xuân Mạnh đã thi đấu rất năng nổ và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm cho đội bóng. Anh cũng đã có pha kiến tạo để Tuấn Hải ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà ở phút 70. Ngoài ra, Xuân Mạnh cũng là người bị Wei hao phạm lỗi thô bạo gần đường biên. Sau đó, cầu thủ người Trung Quốc này đã nhận thẻ đỏ trực tiếp và phải rời sân. Xuân Mạnh không chỉ sở hữu nền tảng thể lực vững chắc mà còn có phong cách chơi bóng sức mạnh và đầy cảm hứng. Điều này đã giúp anh nhận được sự đánh giá cao từ các huấn luyện viên và giới chuyên môn. Xuân Mạnh, sinh năm 1996, có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau như hậu vệ biên, tiền vệ biên, tiền vệ trung tâm và thậm chí có thể đá tiền đạo khi cần thiết. Tuy nhiên, vị trí mà Xuân Mạnh để lại ấn tượng mạnh nhất là ở hành lang phải. Đây cũng là vị trí gây đau đầu cho huấn luyện viên Chosier trong đội tuyển Việt Nam hiện tại. Trước việc Hồ Tấn Tài, người từng được coi là hậu vệ phải số 1 Việt Nam, tiếp tục bị huấn luyện viên người Pháp bỏ quên, cơ hội có thể mở ra cho các cựu binh như Văn Thanh hay Xuân Mạnh. Trong thời gian gần đây, huấn luyện viên Josieur đã thử nghiệm nhiều cái tên ở vị trí hành lang phải. Trong số này, Trương Tiến Anh có vẻ như là cái tên nhận được niềm tin nhiều nhất. Tuy nhiên, màn trình diễn của hậu vệ trẻ Việt Teo cho thấy anh chưa thể mang lại cảm giác an tâm cho huấn luyện viên Josieur với sự xuất hiện của xuân mạnh một cầu thủ đang có phong độ cao trong thời gian gần đây huấn luyện viên chosier có thể phải tính toán lại và xem xét khả năng sử dụng của anh trong đội hình xuân mạnh đã chứng tỏ được khả năng đáng kể của mình và việc triệu tập anh vào đội tuyển sẽ là một quyết định sáng suốt và có lợi cho đội bóng